Vâng, có sao đâu mọi người nhỉ? Chúng ta để thua không chứ không một thôi mà, trong map đấu mà bài Pamlico khỏe. Vâng, C1 đấy, thua không ai còn được thì lý do gì C2 này? Vâng, chúng ta không bật được. Tất cả vẫn đang chỉ bắt đầu thôi. Vâng, Babylon tự hào nhỉ? Vâng, Per Baby và Hit Hitper, không biết Hitper quân gì đấy rất ngắn. Vâng, Hitper ở quân bên kia. Về bóng nhà chúng ta đều là những bóng nhà của Perhit và Baby. Vâng, bốn loại quân trận này đều đang cùng một bóng. Vâng, quan trọng thì nhà nào người chém đột biến hơn thôi. Alonso hay là game thủ thành đắc bên kia là bài phơi đẹp hơn và chém tốt hơn. Còn nhà cung trận này chỉ mang tính chất là đi bán bo nhỏ, như là kiểu bắn dân thôi, thì kết hợp quân cùng thôi, tức là đi với kiểu bắn chùa vào thôi. Mình đang linh cảm rằng trận này sẽ diễn ra khoảng tầm đến tầm 16 phút trong game thì sẽ biết được là bên nào người giành chiến thắng. Vâng, bài Willow này đang có bị đưa về rồi, còn đây bài Per của Anzo, loại quân mang tính chất quan trọng nhất trong trận này. Vâng, có voi, có hươu và có luôn bãi quả, nhưng ưu đầu có lẽ một chiếc đôi thôi. Chúng ta đang có voi đưa về, một bài phơ về cơ bản thì đồ ăn cũng đã kiểu đồ ăn đủ, nhưng việc ăn quả cũng không phải là thích hợp lắm cho Persia này. Ở một chiếc ăn đôi như vậy, hưu đầu 6 con, 7 con với hưu to. Và thực ra thì những tình huống mà sau một trận đấu thì không phải là như đi vệ sinh đâu mọi người ạ, họ đi tiêm nicotine vào người thôi. Vẫn đang còn một con voi nữa dành cho game thủ Anso có thể đưa về. Vâng, 25 nông dân cho Viper này. Vẫn đang cố gắng đưa đốt con hươu đang hư hỏng. Con hươu hư hỏng. Đấy, chỗ con đây đi thẳng ra nhưng bãi quả chỉ là 4 cây thôi. Bãi quả kia chỉ ăn được 4 cây. Còn Su đang người vào trong này, mình hưu đang sâu trong góc 3 giờ. Vâng, hưu này không biết là hưu 4 thì nhục. Vâng, hưu 5 như có một voi đang được ngóng số dắt về, và dường như nó không thể đưa về nhà chính. Chúng ta đang phải đưa nó về cạnh chiếc két này. Bên này bài Bilon sẽ như nào nhỉ? Bài Bilon đang nhường bài quả, nhưng quả vẫn chỉ là quả 4 cây thôi. 25 nông dân cho hoàng nhỉ? Sẽ là một bài chúng ta đang muốn ôm trọn cái hốc này thì phải. Vâng, một cái hốc mà cả con sô hoàng đang chui vào đây làm ăn. Một chiếc BM. Vâng, BL đang hơi vòn gỗ thì phải, không biết ông chắc chưa. Giờ như lượng gỗ đang hình như chưa đủ. Vâng, bên kia như vậy 1-3 là bài đánh 25 nông dân.
Vâng, BL vẫn là một bài song quản tầm trước 1 phút 30 cho bài pơ này. Vâng, cho bài BB một chút thực khi bài BB Ron đang rất yêu. Một bài mà hai nhà chúng ta đang cắt dân vào trong này, hơi đang tiếc cái dòng hốc này đang không có bãi vàng hoặc là bãi quả. Vâng, có thêm bài hươu, vậy pơ sẽ điêu đã mút luôn bài hươu này. Có bài có lực chèm. Bên kia một ba vẫn chưa đào vàng. Có do của Alonso đang đứng thủ. Vâng, màu 698 cũng là người cầm hit trong trận này. Vậy đây là hit đi, không phải là Persia. Còn Pơ dễ cánh ngủ mà nhỉ. Tạm thời con giò vẫn đang chỉ là có công thôi. Vẫn chưa dám chơi được mình kỳ màu 6, không lại có tay thủ bãi vàng Pơ chưa hồ với gì cả. Bài chơi hai lần từ bài của Alonso. Con giò vẫn chưa có giáp. Rất may lên để dòng ta có một bình hưu để ăn, giúp cho được chém của Alonso sẽ khỏe hơn rất nhiều. Có một chiếc DG chay ra ruộng. Còn bãi vàng kia mình nghĩ rằng màu 6 sẽ người mà đi vào chơi vào rất sớm. Xong là ăn đến lúc nào ta biết lúc ấy. Còn bao giờ ủy bán như vậy, con T màu 6 đang sang thủ bãi vàng này. Liệu rằng Hoàng như bên này có bị không hay không? Một bài mà Babylon đang sật sâu vào góc. Góc để chống chém mới ok. Quan trọng thì phía lâu về dài đối phương vẫn là cung tuyển của Hitty. Thằng tham này vẫn đang cân thôi. Ta vẫn chưa ai chết dần nào cả. Vâng, bo dần mặt kín này để co lại góc này. Cái gỗ 75 kia thì co lại ken được. Vẫn đang hết sức cẩn thận, ba nhà BA đang phát đều. Rất nhanh tay, tuyệt vời. Rất tốt đến từ cái thủ áo bên trong tình huống Boe. Hy sinh hàng dần này nó vẫn ok thôi. Vâng, hy sinh hai lần dần này để giữ cho mình cái hốc. Vâng, show bên này đang có những pha tham lai 34-52. Đang có những pha mà đi cung hay chăng. Anh sẽ bắt cung của sau. Vâng, nhận thấy rằng thất quân đối phương kiểu đánh về sâu về dài càng khỏe. Và màu 6 cũng như màu 3 đang muốn đánh kiểu hoặc đánh theo kiểu thủ tơ này. Đánh theo kiểu thủ nhà, không ăn đi công. Thì duy nhất của mình kiểu thủ màu 3 là kiểu thủ đang cố gắng đi móc máy thôi. Và đây là bãi gỗ ngoài của màu 6 mà kiểu thủ Alonso đã phát hiện ra. Lạc đà sẽ cắt lên đây ngay bây giờ. Như ra thêm khoảng tầm vài chiếc ruộng ấm. Có vài bài được ra đều cho mình ra. Vâng, đối phương nhận thấy rằng chất quân đối phương đang nhìn hơn về lâu về dài, đang đánh thủ toàn tập trong lần này. Và ngoại vàng đang chơi xô kìa. Còn màu 6 dừng thì đang đi lỗi quân. Nhưng đây là cung đường Hitty đang đứng dốc. Có một vị trí đấu quân và tạm thời cung đường Hitty của màu 6 vẫn đang coi là nhiều hơn chúng ta lần này. Vâng, xô vẫn đang tách và móc máy nhưng quân khó qua. Giờ này bài pơ phải là bài pơ siêu đột biên. Bài pơ kiểu kích tam hoặc đầu chín chiên sơ. Chọc yếu nhà Hitty. Với về chất quân thì chúng ta rõ ràng là thua thiệt thần rồi. Vâng, cung Babylon và cung Hitty đều khác bọt nhau rất nhiều. Vâng, không ai trong xe và kịch bản C1 nó đang diễn ra mọi người ạ. Lại là một siêu đồng ta phải đánh 5 trận đầu trong dây này.